cầu thứ hai, chúng ta hãy chú ý quan sát từ xa và chuyển làn sang làn giữa để không gặp cản trở khi đi gần tới chiếc xe tải này mới chuyển làn, khiến cho tình hình giao thông sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều. Có lẽ đây là một sự cố nghiêm trọng hơn là một sự cố nổ lốp, và chúng ta sẽ báo tin là chiếc xe này đang phải giải quyết các tình huống khó khăn hơn. Rất mong quý vị và các bạn cũng đang được đi xa không gây ra tình trạng cản trở giao thông. Thì các phương tiện mới chuyển làn khiến cho giao thông bị ùn ứ ở phía sau rất là nhiều, và các bạn thính giả thì vẫn đang phàn nàn là ùn tắc kéo khá là dài. Chúng tôi xin nhắc lại các bạn hãy chuẩn bị tinh thần là việc ùn tắc giao thông thì do có một chiếc xe tải đâm vào giải phân cách, cho nên là hướng di chuyển của quý vị và các bạn sẽ gặp khó khăn. Nếu như các bạn lưu thông trên cây cầu Thăng Long sang phía sân bay Nội Bài, khi đã vượt qua cây cầu thì các bạn hãy chú ý, chúng ta hãy chủ động chuyển làn đường để không bị án ngữ, không bị ách tắc lại do chiếc xe tải đang án ngữ ở sát giải phân cách, khiến cho việc lưu thông của quý vị và các bạn vô cùng khó khăn. Chúng tôi xin nhắc lại như vậy, các bạn hãy chủ động với việc di chuyển của mình. Còn hiện nay thì cộng tác viên Hoàng Hà cho biết là con phố Thanh Bình đoạn tiếp giáp với đường Lê Văn Lương kéo dài cũng đang ùn tắc cục bộ. Rất nhiều những khó khăn mà chúng tôi có được thông tin cho tới thời điểm hiện tại 8:20 sáng. Có một điểm sáng về tình hình giao thông, đó là trên tuyến đường Kim Mã đoạn qua bến xe Ngọc Khánh. Cụ thể là phố Kim Mã nhỏ đoạn qua bãi đỗ xe Ngọc Khánh đã hết ùn tắc, các phương tiện đã có thể di chuyển được chậm.